Ngày 24 tháng 3, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc tuần lễ văn hóa sóng đôi năm 2024 và Ngày hội Việt phục tóc xanh vạt áo mùa 4, chương trình phối hợp với 20 đơn vị có chuyên môn tổ chức tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng. Đến với ngày hội, các bạn trẻ được thưởng thức trình diễn cổ phục và nghệ thuật truyền thống Champa, các loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống và tham quan những khu trưng bày cổ vật, sản phẩm phục dựng. Thì bên cạnh đó, ngày hội còn diễn ra hội chợ cổ phong có quy mô lớn nhất từ trước đến nay luôn, quy tụ 25 đơn vị làm văn hóa với hơn 30 gian hàng trải nghiệm. Các đơn vị tham gia đến từ khắp cả nước, mỗi đơn vị có lĩnh vực chuyên môn riêng, tạo nên bức tranh đa màu sắc trong cộng đồng bảo tồn, truyền bá và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Hàng nghìn bạn trẻ yêu mến lịch sử, văn hóa nước nhà đã đến ngày hội để trải nghiệm. Chương trình tóc xanh vạt áo mang ý nghĩa lan tỏa dòng chảy tinh hoa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với các bạn trẻ, và đồng thời đây cũng là cơ hội để thể hiện khí phách dân tộc Việt, là nơi mà giao lưu, giao lưu và chia sẻ tình yêu đối với những giá trị vô giá của văn hóa Việt Nam. Thì trong khuôn khổ ngày hội ấy, thì đêm gala tối ngày 24 tháng 3 đã mang lại những ấn tượng rất là đặc biệt, và đặc biệt khép lại một ngày hội tóc xanh vạt áo. Tiết mục trình diễn Việt phục quy tụ nhiều người mẫu, hoa hậu như là nữ diễn viên Rima Thanh Vi, hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Xuân Hạnh, á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Hoàng Nhung và hoa khôi sông Vàm Diễm Trinh, á khôi sông Vàm là Thanh Thanh, top 10 Miss Grand Việt Nam 2023 là Hà Phương và nữ diễn viên Thiên Tú, với vai trò là người trẻ và đồng thời cũng là nguyện vọng lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Hoa hậu Xuân Hạnh chia sẻ như thế này: khi nhắc đến cổ phục Việt, đó là niềm tự hào của Hạnh. Thế nên khi bước đến với đấu trường nhân sắc quốc tế Miss Cosmo Việt Nam, Miss Cosmo Thế Giới thì Xuân Hạnh chắc chắn sẽ mang cổ phục Việt Nam trình diễn nước bạn bè quốc tế. Tuần lễ văn hóa sóng đôi nói chung và tóc xanh vạt áo nói riêng là những hoạt động trọng điểm của năm 2023-2024 của đoàn trường. Tuần lễ diễn ra liên tục từ ngày 24 tháng 3 đến 31 tháng 3 với 3 hoạt động chính: ngày hội Việt phục tóc xanh vạt áo, tuần lễ điện ảnh phim Việt nhân văn, cuộc thi ảnh trực tuyến Nét đẹp Việt. Và đó là những thông tin mà Tú chia sẻ được cho tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của Tú nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Bye bye!